Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5 mới của lớp của Success và hôm nay tiếp tục giải sách bài tập với phần subject 2 sau bài số 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta có một bài kiểm tra số 2, phần A listening, chúng ta sẽ nghe sau, phần listening sau. Rồi phần reading and writing của chúng ta này, look, check or cross nhé. Số 1, hill, các bạn từ mới, quả đồi, hill là đồi, đồi nha, đồi thì nó thấp hơn núi. Và đây chúng ta nhìn là đúng rồi, chúng ta đánh dấu tích nè. Set square là cái eke, cái thước eke, thước eke đó. Trong khi ở đây đó là pencil sharpener, pencil sharpener. Thì câu này sai. Câu tiếp theo, câu số 3 là đi xuống tầng dưới, đây là mũi tên đi xuống, go downstairs là đúng rồi. Câu số 4, doing a project là làm dự án, chúng ta học rồi. Và trong khi bạn này là reading a book, vậy câu này sai. Sang câu số 5, under the table, đúng ha, phía dưới cái bàn, under là bên dưới, đúng rồi, đánh dấu tích. Qua trang 54 với bài số 2, read and complete, chúng ta hãy đọc và điền những từ còn thiếu vào. The thư viện, the library là thư viện, thì ở trên tầng mấy, ở tầng trệt, chúng ta có tầng trệt là the ground floor. The library is on the ground floor. I like solving math problem, tôi thích giải quyết những bài toán khó nè. Câu số 3 là cái bút sáp màu, những cái bút sáp màu nó nằm bên cạnh quyển vở, cái từ bên cạnh là beside. Câu số 4, lớp học của chúng tôi đi thăm chùa, đã đi thăm chùa vào chủ nhật tuần trước, cái từ đi thăm nó là visited. Sang câu số 5, Nga và Hiếu đã đi tới thủy cung ngày hôm qua, thủy cung là aquarium. Rồi sang bài số 3, hãy đọc vào khoanh tròn. Bạn cùng lớp của tôi và tôi đã đi tới Vịnh Hạ Long vào cuối tuần trước. Chúng tôi đã ở trong một khách sạn bên biển. Cái từ stay là ở và quá khứ, đó là đã ở là stayed nhá, ở. Còn live là sống này, chúng ta không thể xài cái từ live được. Rồi, câu số 2. On Saturday, vào ngày thứ bảy, we went to the beach, chúng tôi đi bãi biển. Some boy, một vài cậu bé thì chơi đá bóng. Play là chơi, phải thêm đi vào, vì đây là hoạt động trong quá khứ, cho nên chúng ta chọn câu C này. Some girl, một vài cô gái đi dạo dọc theo bãi biển. Some girl walk along the beach. Sau đó thì chúng tôi đã bơi ở biển. Vào ngày chủ nhật chúng tôi đi thăm một vài cái hang động xinh đẹp, đó là beautiful, hang động xinh đẹp. Beautiful, helpful là có ích, difficult là khó. Chúng ta không xài hai cái từ được này được. Rồi, chúng tôi đã bắt xe bus đến đảo Tần Châu Island, đến là từ Chu, đi tới là đến là Chu, Chu Tần Châu Island. Chúng tôi thích, chúng tôi thưởng thức cái từ enjoy, các bạn dịch ở đây là thưởng thức. Chúng tôi đã thưởng thức một vài món ăn ngon. Ở đây hải sản nhá, seafood đang ở biển thì chúng ta chỉ biết là hải sản vào đây nha. Seafood, hải sản. Ta chọn câu C, điền cho câu này. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui. Sang bài số 4, make sentences là hoàn thành câu. Câu số 1, cái từ why viết hoa đứng đầu câu, và đây là câu hỏi. Why do you like reading book? Tại sao bạn lại thích đọc sách? Câu số 2, bởi vì nó thú vị. Because đứng đầu tiên, because it's interesting. Câu số 3 là who's glue stick. Glue stick is nha. Hồ dán này của ai? Câu số 4 là của Huyền Nga. Is Huyền Nga phải sờ nè. Câu số 5, anh ta là chủ ngữ đứng đầu câu, viết hoa đứng đầu câu. He watched ED này, đã xem cá. He watched the fish yesterday. Đó. Sang phần speaking. What school activity do Minh like? Minh thích hoạt động gì ở trường? Chúng ta sẽ trả lời là he like giải quyết là solving math problem. Solving math problem. Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh nhé. Rồi câu số 2, who's pencil sharpener it is? Cái bút cái gọn bút này của ai vậy? Đó là của Linh. It's Linh. Ok. Linh phải sờ là của Linh. What did Minh and you do yesterday? Bạn Minh và bạn đã làm gì ngày hôm qua? Chúng tôi đã nghe nhạc. Listen ED nhá. To music. We listen to music. What did Minh and Mai do at Banahill last Sunday?
Minh và Mai đã làm gì ở Bà Nà Hill vào hôm chủ nhật tuần trước? Chủ ngữ đây sẽ là bọn họ. Bọn họ đã đi thăm là visited the old building, những tòa nhà cũ. Ok, sang bài số 2, look, ask and answer. Chúng ta trả lời các câu hỏi dưới đây, nhìn vào hình. What school activity does she like doing? Cô ấy thích hoạt động gì? She like reading book. She like reading book. Cái từ like và đánh giờ vào. Who school bus is this? Cái cặp sách này của ai vậy? Chúng ta nhìn ở đây có tên là Thu Phương. Ta ghi vào is Thu Phương phải sờ. Did her class go to the campsite last weekend? Đây là câu hỏi yes no này. Họ đã đi cắm trại vào cuối tuần trước phải không? Chúng ở đây là yes, chủ yes đây, chúng ở gần đây. They did. Yes, they did. Tiếp theo, bọn họ đã làm gì ở đó? They dance around the quá khứ này. They dance around the campfire. Họ nhảy múa quanh lửa trại. Okay.